Rồi, Hàng Nhật Bãi Minh Kiệt xin kính chào anh em ha. Thì hôm nay là tiếp tục màn 2 cảnh 1, em với anh Tài nữa anh em ơi. Em với anh Tài lên một lô máy cho anh em nữa. Bữa nay cũng được cỡ khoảng mười mấy 20 cái nè anh em. Và đặc biệt bữa nay em có được con Honda nè, con Honda GX25 nè. Đó. Con máy xăng nè, máy bơm nước. Đây, đó. Zin nguyên con. Một em GX22 nè. Máy cần cũng còn nhiều ha. Bữa nay được có mấy cái đầu anh em ơi. Bữa nay ít đầu máy. Bữa nay là toàn là máy có cần nhiều ha. Rồi, thì bây giờ là trước tiên là em lên hai cái đầu máy trước. Rồi xong vô cái cần ha anh em. Rồi, thì nhờ ông Camen lại quay máy luôn. Rồi. Trước tiên là em GX25 trước đi. Nè, con này thằng bãi Nhật nha anh em. Đó, thấy rõ không ơi? Rõ này. Đó. Con này chưa đụng địa, chưa va chạm. Ở bên xăng đâu nè. Đó, còn zin nguyên con ha, chưa va chạm, chưa đụng địa. Nè, bố còn ha. Rồi giật luôn tạ. Cái này đổ xăng vô chạy luôn anh em ơi. Đổ xăng vô chạy im ru luôn. Nhưng mà có cái nó bị ra khói nha anh em. Đó, tắt đây ha. Con này bị ra khói nên là bán rẻ lại cho mấy anh thợ làm gì là làm ha. Đó, con này chạy im ru qua gù luôn mà bị ra khói. Về thay bạc lên anh em ơi. Con này hôm trước bị bơm hàng. Bán đồng bán sát mà cũng bị bơm hàng đó anh em. Này giao lưu với anh em là 600. Con này bị bơm hàng hết lần rồi. Hôm nay là em lên lô gì giờ vậy? Em lên lô hôm qua lên lô ít à. Ít bây giờ lên lô lên lô viết hết biết đường anh em ơi. Lên bây giờ hết. Lên lô lên lô con vịt đi anh em ơi. Giờ hết biết lên lô chữ cái gì rồi. Giờ mình chơi con vịt đi. Mốt mình chơi con vịt con gà đi. Nè, giờ vịt nè. Vịt một. Đó. Chơi vậy đi. Chơi lên khỏi lộn xộn. Vịt một giao lưu với anh em 600. Đó, con vịt tới 600 ngàn nha anh em. Giá này em đã chưa bao gồm phí ship ha. Và không bao gì hết. Chỉ thử máy cho anh em. Nghe tiếng máy, nổ thì nghe còn im nè. Nhưng mà chưa con này bị ra khói. Đó, có tình trạng sao là báo gì. Bình xăng tất cả ghim hết toàn bộ. Đó, máy còn im ru và gù luôn á. Ganty còn hơi lớn nè, không có chỉnh gì chân á. Thấy nó ra khói thì thôi bỏ luôn. Đó, bình xăng còn hết trơn, tất cả còn nguyên hết trơn luôn. Con này về anh em mà không kỹ á, anh em bỏ vô xài luôn, khỏi sửa lại cũng xài được luôn. Đó, Honda xịn ha. Honda Nhật Bãi nha anh em. Rồi, kế tiếp là cái đầu bơm nước. Cái máy bơm nước nè anh em. Bơm nước này hàng bãi nè, để chữ nhật không à. Để 4.0 nè mà không biết máy nhiêu ngựa không biết. Đó, em quay xa ra em quay tổng thể cái gì. Đó, thấy rõ không gì? Rõ nè. Đó. Con này cái lỗ này không phải là mất nắp nha anh em, lỗ này là lỗ không nha. Lỗ bít nha. Đầu bơm nước này là đầu bơm nước Thiên Long gì nè, gắn vô nè. Đó, lấy sao về bán vậy cho anh em đó. Rồi giật nổ luôn tè. Tổng hiểm nha anh em. Lên ga tài. Con này ga tự động nó im quá. Rồi tắt tè. Đó, con này chạy ok nha anh em.
Con này là cái con con này em trực thử nó nhạy dữ lắm, nhạy nè. Đó, anh em nào có bơm nước chơi ha. Con này ống 90 nha anh em. Ra ống 90 ha. Đó, máy ghim nguyên con. Để coi trong bình xăng nó có sét đi. Bình xăng không sét. Có hơi hơi vàng vàng chút xíu. Đó, bình xăng thấy còn đẹp quá ha. À, còn nguyên si này về là mua ống gắn vô là xài luôn đó anh em. Này thợ em xúc mình xăng rồi đó. Con này giao lưu với anh em 1.1 triệu ha. Dịch hai 1.1 triệu. Đó, bữa nay chơi bắn dịch nha anh em. Rồi bỏ qua đi tài. Rồi dịch ba là con Honda GX22. Đó, đầu Honda GX22. Con này đồ đạc là còn đủ đồ hết trơn nha anh em. Đổ xăng vô là chạy luôn á. Này là bình xăng mới ha. Còn như là zin hết trơn toàn bộ, bình xăng con là bình xăng zin luôn. Đó, đủ đồ hết trơn toàn bộ, này về là xài luôn đó. Giật ta. Khoan bơm xăng. Bơm xăng. Rồi. Để thôi giữ đi. Nặng giật nha anh em. Khoan anh lên ga cái tài. Rồi. Cho nặng giật quá vậy. Đó, sắp rổ đó. Nổ rồi anh em ơi, mừng quá. Mồi xăng. Đó, chạy còn ấm hiểm nha. Còn bố nên không có nạt nha anh em. Đó, còn bố còn về cui luôn nè. Đó, bố còn về cui luôn, không có nẹt. Đó, con này giật nó hơi khó nổ. Về anh em thợ dọn ha. Con này bán cho anh em 550 thôi. Còn đủ đồ hết ha. Con này về anh em thợ dọn lại ha. GX22 dịch 3 2 ở 550. Đó, rồi. Tiếp tục anh em ơi. Tiếp tục là con sò Kawasaki. Rồi. Giục con chó luôn rồi. Giục con chó luôn. Giấy đâu rồi tại? Bán sát luôn. Cần còn nè. Tum rồi. Đó, bình xăng bể nè anh em. Bình xăng bể, anh em về dọn lại ha. Đồ bò lớn luôn nè. Đồ bò còn lăn. Đó, đồ bò còn lăn nha anh em. Cần còn, tay lái còn, đồ đạc còn hết ha. Cần tum rồi nha anh em. Đó, anh em về dọn lại ha. Con này bị dùng chó rồi. Đồ đạc còn đủ ha, bình xăng bể. Con này dịch 4. Đó, lên luôn dịch vậy là khỏi có lộn xộn vậy ha. Dịch 4 con này giao lưu với anh em giá 250. Đó, cần còn đầu bò còn về anh em dọn ha. Anh em nào biết dọn về dọn con này nè. Thấy nó vượt con chó thôi bắn sát cho anh em luôn. Rồi dịch 5. Dịch 5 con này thử lửa hay ta? Thử lửa hay chết bu ghi vậy tài? Không có lửa luôn rồi tài. Kiếm cái bu ghi cho anh cái tài. Lửa củi đầy đủ anh em ơi.
dặn vô tại, dặn vô màu xăng luôn tại. Này là Robin, Robin 2510 nha anh em. Robin đồng 34 ly. Màu xăng luôn tại. Còn lửa mà mồi không nổ anh em ơi. Rồi, còn chụp giật nè. Còn cái bô còn sáng quá nè. Không biết cái nào cũng bị gì không nữa. Rồi xước cháy anh em ơi, xước cháy rồi. Xước cháy rồi. Rồi, đâu đây. Đầu bò còn lăn. Còn đầy đủ đồ. Thiếu bình xăng con xước cháy. Này bán sát cho anh em luôn. Robin nồng 34 ly. Anh em nào có máy giống gì thì lấy, giống gì đó lấy đồ ha. Này dịch năm hả tại? Dịch dịch 4 anh kìa. Dịch năm. Cũng rồi, thấy 4. 250 anh em ơi. Nói về lấy gì lấy nha. Đầu bò còn, cần còn, tôm còn. Bô. Đó. Bình xăng lớn còn nha anh em. Bình xăng lớn này dày dữ lắm vậy. Bình xăng con ngỗng nó có bể nó lắm. Rồi, dịch 6. Dịch 6 là con sò nữa. Cái hơi nó còn quá nè. Thôi đây tay. Lên ra tay. Còn nổ nha anh em, về dọn ha. Con này thiếu tay lái, con này kiếm tay lái gắn vô mà xúc bình xăng có thể là chạy luôn đó anh em. Thiếu hết bên tay lái. Đầu bò, đầu bò coi còn không tay, còn lăn em không? Còn lăn kìa. Đầu bò còn lăn nha anh em, cần này cần xay luôn nè. Đó, cần này cần xịn sò nha anh em. Đó, con này là đồng 32 ly. Này anh em về dọn lại ha. Xúc bình xăng có thể là chạy luôn đó. Dịch 6. Dịch 6 500. Đó, về dọn lại ha. Con này bình xăng lớn còn nè. Chỉ thiếu chụp boe thôi. Thiếu chụp boe với cái tay tay lái thôi. Còn nhiều là ok á. Con này ok, thấy ok hết trơn luôn á. Rồi. Kế tiếp là con á. Thì chữ Y vậy nè. Con này thiếu cái thiếu trái ga nè. Bình xăng lớn bị bể nè. Thiếu trái ga với bình xăng lớn bị bể nè. Còn lại cần cần tum gòi nè anh em. Đầu bò còn lăn nè. Màu xăng ta. Đó, con này về kiếm cái trái ga mà bình xăng này gắn cái ấy vô, gắn chụp boe vô, kiếm trái ga với bình xăng lớn là ok. Con này anh em về có bình xăng này về dọn ha. Dịch 7. Con này đầu bò còn, còn đầy đủ. Dịch 7. Dịch 7 350 thôi anh em ơi. Thiếu đồ. Dịch 8. Dịch 8 là Magu à. Này Magu 26 anh em ơi. Magu 26 còn đúng đồ nè. Con này bị lỗi cái dàn áo ha. Anh em về kiếm dàn áo gắn vô. Tay lái đồ, đầu bò đồ còn hết toàn bộ nè. Okay, đầu bò còn lặng im nè. Trắng cỏ còn luôn nè, cần còn luôn nè. Con này anh em về, anh em mà mua về xài luôn được nè.
ốc đổ trong đây còn 7 màu luôn nè. Có xăng sẵn hả chị? Có xăng luôn hả? Đúng rồi, trong bình xăng có xăng. Đổ xăng nổ luôn phải không? Về xúc bình xăng lại làm lại ha, này đổ xăng vô nổ luôn nè. Đó, về làm lại ha, bên đây chưa xúc bình xăng gì hết nha anh em, đổ xăng chạy nha. Này là dịch dịch 8 Magu 26 ha. Dịch 8 con này để anh em 900 ngàn thôi. Đó. Điểm này là giá nó 1.3.4 không đó anh em. Bể dàn áo thôi. 1.3.4 là giá lấy sỉ đó nha. Này là bán lại bán lỗ lên cho mấy anh em không đó. Con này là con beo. Con beo đổ xăng vô chạy luôn á chị Tài. Dạ, mấy này là mình vẫn lấy nổ rồi. Test nổ rồi. Con này quá ấm luôn anh em. Quá đã nè. Con này bị lỗi áo nha anh em, bị bể áo nè, máy là còn hoạt động bình thường bị bể áo nè. Con này là chạy quá im luôn nè. Đó, anh em nào mua về xài luôn cũng được nè. Này khỏi xúc bình xăng gì chứ. Đó, công tắc ok luôn rồi nè. Nãy giục con dây. Đầu bò. Rồi đầu bò còn im luôn. Rồi con này về mua về xài luôn nha anh em. Khỏi làm gì hết ha. Em nào mua về xài luôn. Bị bể dàn áo. Nứt miếng. Đó. Không bao gì nghe anh em ơi. Này là về dịch nổ vậy là bán luôn á. Dịch 9. Dịch 9. Này giao lưu với anh em 750. Đó, mua về xài luôn. Nó xài được máy Nhật bể có 750 à. Này chạy luôn hả Tài? Dạ. Đó, chạy luôn anh em ơi. Nằm đứng ra. Dù cũng dây ra. Sợi dây với này. Hả? Ủa? Ghi ra trên này nè. Tại này mình mới test nổ rồi chưa làm nữa. Với cái tay ga cho anh em sẵn luôn nè. Này về anh em nào mà mua ấy về là xài luôn đó, khỏi có làm gì chứ. Đầu bò còn im lăng im luôn nè. Con này mấy con này là về là xài luôn đó. Đó mấy con này là thợ em đã thử rồi chưa đó. Về là xài đó. Dịch 9, dịch 10. Nó có mấy trăm ngàn được con nhiệt bãi anh em. 10 cũng 750 luôn. Cái con này về là cái con. Cái con này là ok ha. Rồi, dịch 11. Dịch 11 lần Magu.
Magu này, Magu 2003 nha anh em. Này xăng vô chạy luôn hả chị Tài? Dạ. Tum gời luôn nha anh em. Cái lái ghim, đầu bò, ok luôn. Magu 23 nha anh em, tum gời luôn. Xăng vô chạy luôn phải không Tài? Xăng vô chạy luôn. Em tự dọn tự làm ha, đổ xăng vô chạy luôn rồi đó. Con này mất cái móc dây đeo nè, bị xăng sửa mất tiêu móc dây đeo rồi. Dịch 11 Magu 23 dịch 11 900.000, tình gời luôn. Thời điểm này mấy con này là giá 1.000.000 không đó anh em. Rồi, dịch 12 lần Makita. Makita này Makita 26 2600 nha anh em. Đồ đạc còn mới ken nè. Đó, bình xăng còn mới ken luôn. Con này còn mới ken luôn anh em. Thấy còn ok nè. Tay lái ghim. Đồ bò lăn im. Đó, đồ đạc chỉnh hết nè. Cho lực luôn. Xin ra tay. Nó mè. Máy chạy ok nha anh em. Rồi tắt đi ta. Mấy con này là đa số đổ xăng vô là chạy đó anh em. Con này Makita 26 nòng 34 ly á. Con này còn đẹp quá nè. Con này anh em về dọn lại đi. Con này còn quá đẹp. Dịch 12 1.1 đó. Rồi. Cuối cùng là con Mitsu Gilby Mitsu á, TBE á. Con này là Mitsu TBE nè, lốc có dập nổi bánh đinh da băng. Đó. Con này là TBE mấy rồi. Hai màu mất tiêu à. Con này 23 26 gì á. Kinh trần cũng mất tiêu luôn à. Đầu bò còn im nè. Tay lái rồi ga bóp rồi còn ở chân ha. Con này 23 26 gì không biết. 26 rồi vậy. Cái xác bự quá. Đổ xăng vô chạy đó, chưa thúc bình xăng nha. Đó, công tắc nè, con này còn đồ hoạt động ok hết nè. Cái bô còn mới chát nè anh em. Đó, về xúc bình xăng tự làm ha. Này là bình xăng hai họng. Cũng không kéo đâu tay. Con này là con cuối cùng anh em. Dịch 13. Bắn máy cỏ mà bắn dịch các bạn. Bán bữa nay 13 con dịch. Con này là 1.2 triệu anh em ơi. Rồi. Rồi, cảm ơn anh em ha. Anh em nhớ là bấm cho em một cái lượt like ha, một lượt thích, một cái đăng ký kênh. Nhớ chia sẻ giúp em ha. Mai mốt em sẽ lựa máy ghẻ về để giao lưu với anh em tiếp, hoặc là mốt lựa máy xịn sò về giao lưu với anh em ha. Tại hổng gài là lựa trong kho ra, có gì bán nấy nha anh em. Đợi hàng về ha, có gì bán nấy. Rồi chào anh em ha.